áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 3, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Mời các em đến với phần sách học sinh tiếng Việt 3 tập 2, bài Độc đáo lễ hội đèn Trung Thu. Cứ mỗi độ thu về, vào lễ hội Trung Thu, phố phường Tuyên Quang lại bừng lên lộng lẫy với đủ sắc màu và kiểu dáng độc đáo của những chiếc đèn khổng lồ. Trước lễ hội, khoảng một tuần, những chiếc xe gắn đèn màu đã mang đến không khí náo nức rộn rã cho các ngã đường của thành phố. Người lớn vui vẻ đẩy xe đèn, trẻ em hớn hở ngồi trên xe thích thú ngắm nhìn phố phường ngày hội. Đèn ông sao rực rỡ, đèn rồng, đèn phượng bay bổng, đèn rùa và thỏ, đèn hình cô Tấm và quả Thị gợi nhắc những câu chuyện cổ thân thương. Đèn về các anh hùng dân tộc mang theo niềm tự hào sâu sắc. Lễ hội đèn Trung Thu còn là dịp để người dân Tuyên Quang sống lại với tuổi thơ đầy sắc màu. Mọi người luôn mong chờ đến lễ hội để đón xem những chiếc đèn khổng lồ được làm từ đôi bàn tay khéo léo, chan chứa tình yêu quê hương của các nghệ nhân. Tác giả Mai Hương. Như vậy, cô vừa kết thúc bài Độc đáo lễ hội đèn Trung Thu. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.